toàn cảnh diễn biến nóng chiến sự Nga-Ukraine sáng ngày 2 tháng 10. Ukraine test thuyết hạt nhân mới của Putin bằng 125 UAV vào lãnh thổ Nga. Tuyên truyền Nga cuồng loạn khi Điện Kremlin im lặng. Bộ Tư lệnh Moscow hỗn loạn thừa nhận hàng lính Nga bị Ukraine bao vây không lối thoát ở Kursk. Gần cảnh thiết giáp Bradley Ukraine rải bom lửa vào chiến hào của quân Nga. Chưa kịp chi viện, đoàn thiết giáp Nga bị Ukraine thiêu rụi. G7 dội cháo nước lạnh vào tham vọng của Nga ở chiến trường Ukraine. Ông Putin chơi tất tay, Nga sẽ chi 145 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2025, nhiều nhất kể từ chiến tranh lạnh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, truyền thông Điện Kremlin chỉ trích làn ranh đỏ hạt nhân của Putin là trò bịp sau khi Nga không phản ứng vụ 125 chiếc UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga vào hôm 29 tháng 9. Các phương tiện tuyên truyền và Điện Kremlin bất đồng về học thuyết hạt nhân mới của Nga. Một ngày trước đó, cơ quan báo chí của Putin cho biết học thuyết hạt nhân là một văn bản rất nghiêm túc với cuộc chiến ở Ukraine. Ngày hôm qua, kênh Ukraine 365 đưa tin, truyền thông Nga tích cực thảo luận về sự kiện ngày 29 tháng 9 khi 125 máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Nga. Các nhà tuyên truyền ngay lập tức tuyên bố rằng bằng cách này, Kiev đang kiểm tra mức độ nghiêm túc trong ý định của Putin liên quan đến mối đe dọa hạt nhân. Các phương tiện truyền thông đã hỏi ông Peskov một câu hỏi trực tiếp, liệu sự kiện ngày 29 tháng 9 có thể bị coi là vi phạm học thuyết hạt nhân mới của Liên bang Nga hay không? Điện Kremlin trả lời rằng học thuyết hạt nhân được cho là một tài liệu nghiêm túc cần được hành động với tất cả sự tôn trọng. Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 29 tháng 9, số lượng máy bay không người lái rất lớn, có tới 67 chiếc đã tấn công lãnh thổ vùng Volgograd. Thống đốc khu vực Bosharab cho biết tất cả máy bay không người lái đã bị chặn, không có thương vong dân sự và các cơ sở quân sự trong khu vực không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số trang công cộng đã đăng tải hình ảnh vệ tinh của NASA lên Internet, trong đó ghi lại những đám cháy dữ dội gần một kho đạn dược. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu của cuộc tấn công không phải là kho vũ khí mà là các kho chứa tên lửa đạn đạo được Iran chuyển đến Liên bang Nga. Cùng ngày, lực lượng vũ trang Ukraine cũng tấn công sân bay quân sự Baltimore ở US. Tại cơ sở quân sự này, Điện Kremlin có thể cất giữ tên lửa loại Kinzhal. Thống đốc vùng Rostov thông báo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào quận Mylorovsky, nơi tọa lạc một sân bay quân sự khác của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trung tâm chống thông tin sai lệch đã cho rằng sự thay đổi trong luận điệu của Điện Kremlin về học thuyết hạt nhân. Có thể những tuyên bố hiện tại của Điện Kremlin là một nỗ lực nhằm tạo khoảng cách với những nhà tuyên truyền, những người cánh hữu và cánh tả bắt đầu nêu ra chủ đề chiến tranh hạt nhân đe dọa phương Tây. Điện Kremlin từ lâu đã bắt đầu hiểu rằng các mối đe dọa hạt nhân không còn ảnh hưởng đến phương Tây nữa. Hơn nữa, phương Tây ngày càng bắt đầu hiểu rằng Nga là một kẻ khủng bố hạt nhân cần phải ngăn chặn. Bộ Tư lệnh Moscow hỗn loạn thừa nhận hàng lính Nga bị Ukraine bao vây không lối thoát ở Kursk. Lực lượng Ukraine thực hiện một chiến dịch tấn công cơ động phức tạp ở tỉnh Kursk, đồng thời bao vây quân đội Nga ở Kremyandre và gần Maliaklonia. Các lực lượng Ukraine đã bao vây hoàn toàn Kremyandre, phía đông Kodenovo, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế chính và giam giữ quân đội Nga. Khi cuộc bao vây ngày càng căng thẳng, cả hai bên đang chuẩn bị cho một động thái quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc tấn công Kursk rộng lớn hơn. Lực lượng Ukraine đã chính thức hoàn thành việc bao vây Kremyandre, cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế chính. Chỉ còn lại một tuyến tiếp tế bấp bênh từ Shevchukovka, một phần nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Ukraine, do có điểm nghẽn tự nhiên trên địa hình. Ngôi làng được bao quanh bởi các khu vực cao hơn, hạn chế hơn nữa việc tiếp cận, trong khi hầu hết các đơn vị của Nga cuối cùng đã rút lui, một nhóm nhỏ vẫn cố thủ, chỉ để dần dần bị cô lập bởi lực lượng Ukraine cắt đứt đường tiếp tế của họ một cách có hệ thống. Trong hai tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Shevchukovka, tiến quân từ ba hướng và sử dụng máy bay không người lái và pháo binh để thắt chặt phòng vây. Các nỗ lực tiếp tế của Nga được thực hiện thông qua các đoàn xe được tập hợp vội vã đã trở nên ngày càng tuyệt vọng
với các cuộc phục kích của Ukraine phá hủy hoặc buộc một số đoàn xe phải rút lui, thắt chặt vòng vây xung quanh quân đội Nga bị mắc kẹt. Đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng đối với quân đội bị bao vây, các chỉ huy Nga đã chuyển hướng tập trung vào Angovka, tìm kiếm một đường sống. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã phản kháng dữ dội những nỗ lực này, quyết tâm duy trì vòng vây Crimea. Cuộc giao tranh dữ dội làm nổi bật những rủi ro cao với cả hai bên đều phải vật lộn để kiểm soát vị trí quan trọng này. Trong khi Crimea vẫn là trọng tâm, lực lượng Ukraine cũng đang bao vây Malia Klonia phía bắc Sosa. Quân đội Nga ban đầu đã củng cố một nhà tù dành cho phụ nữ địa phương như một thành trì, nhưng lực lượng Ukraine đã cắt đứt một cách có hệ thống mọi đường thoát, phản ánh chiến lược ngăn chặn của họ được thấy ở các khu vực khác của mặt trận. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, các chỉ huy Nga đã cử một đội đặc nhiệm tới giải cứu, mở một lối thoát cho binh lính bị bao vây trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã nhanh chóng khép chặt khoảng cách, nhốt luôn đội đặc nhiệm giải vây cùng với những người mà họ muốn cứu, khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Cận cảnh thiết giáp Bradley, Ukraine rải bom lửa vào chiến hào của quân Nga. Lính Ukraine coi xe Bradley là một trong những vũ khí hữu dụng nhất của họ khi họ đối mặt với người Nga do sở hữu hệ thống hỏa lực mạnh và trang bị giáp túc. Đoạn video đăng tải trên nền tảng X cho thấy một chiếc xe bọc thép Bradley của Ukraine đang nhả đạn liên tục vào các vị trí của quân Nga ở khu vực Donetsk. Lính Ukraine coi xe Bradley là một trong những vũ khí hữu dụng nhất của họ khi đối mặt với người Nga do sở hữu hệ thống hỏa lực mạnh và trang bị giáp túc. Trong một video khác, thiết giáp Bradley Ukraine bị trúng đạn liên tục khi tới sơ tán kiếp chiến đấu trong một chiếc khác, song vẫn đưa họ trở về an toàn. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine, đơn vị đang tác chiến ở tỉnh miền đông Donetsk, cho thấy một thiết giáp M2 Bradley của nước này bị trúng đạn pháo, trong đó có đạn chùm, khiến nó bốc khói trên đường. Một chiếc Bradley khác của Lữ đoàn 47 di chuyển với tốc độ cao về hướng chiếc thiết giáp đã bị vô hiệu hóa. Sau khi tiếp cận mục tiêu thành công, chiếc Bradley thứ hai mở cửa sau để đón các binh sĩ trên chiếc còn lại, trong lúc lực lượng Nga tiếp tục nã đạn pháo về phía đối phương. Thiết giáp Bradley ứng cứu bị trúng một đòn đánh trực diện bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV tự sát và một quả đạn chống tăng, song vẫn trụ vững. Xạ thủ trên xe chĩa nòng pháo 25 ly về phía mục tiêu Nga gần đó và liên tiếp khai hỏa nhằm gây áp lực buộc đối phương ngừng công kích. Thiết giáp Bradley được quân đội Mỹ biên chế vào những năm 1980, có kiếp lái 3 người và chở theo tối đa 6 binh sĩ. Nó có vận tốc 64 km một giờ, tầm hoạt động 480 km, được trang bị tên lửa chống tăng BCM-71GLW, pháo chính M242 25 ly và súng máy M240C 7,62 ly. Washington đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 200 thiết giáp Bradley từ đầu chiến sự. Theo truyền thông Ukraine, phiên bản do Mỹ chuyển giao cho Ukraine được gắn thêm các tấm giáp dày ở hai bên sườn, phía trước và trên tháp pháo xe. Binh sĩ Ukraine cho biết thiết giáp Bradley có khả năng chịu đòn tốt hơn nhiều phương tiện khác trên chiến trường, đồng thời sở hữu tính cơ động vượt trội. Không chỉ có khả năng sống sót cao, mẫu thiết giáp này còn có thể gây sát thương hiệu quả, dù chỉ được trang bị pháo nòng cỡ nhỏ. Hồi tháng 1, hai chiếc Bradley của Ukraine đã phối hợp tác chiến và liên tiếp nã đạn 25 ly vào xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga, khiến khí tài đối phương gặp hội chứng quay tròn tháp pháo, đâm vào gốc cây rồi bị drone tự sát phá hủy. Video do Lữ đoàn 47 đăng cũng cho thấy thiết giáp Bradley của đơn vị này khai hỏa một tên lửa chống tăng TLW để hạ xe tăng T-80 Nga đang đi về hướng ngược lại. Chưa kịp chi viện, đoàn thiết giáp Nga bị Ukraine thiêu rụi. Lực lượng Ukraine bao gồm tiểu đoàn tấn công số 225 và lữ đoàn 21 đã vô hiệu hóa 4 xe bọc thép của Nga. Trong một nỗ lực phối hợp, lực lượng Ukraine từ tiểu đoàn xung kích độc lập số 225 cùng với các chiến binh từ tiểu đoàn 33 và lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 đã vô hiệu hóa thành công 4 xe chiến đấu bộ binh của Nga ở khu vực Kursk. Đây là một đòn giáng mạnh vào các tài sản thiết giáp của Nga trong khu vực. Khi quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng hỗn hợp các chiến thuật trên bộ và trên không để phá vỡ các hoạt động của đối phương.
chiếc xe thứ tư đặc biệt khó tiêu diệt vì nó cố gắng tránh bị phá hủy. Hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái FPV truy đuổi chiếc xe, nhưng đoàn quyết định đến từ bộ binh của lữ đoàn 21. Một người lính đã triển khai thành thạo một khẩu súng phóng lựu, bắn phát súng cuối cùng chí mạng. Tại mặt trận Kursk, lữ đoàn Bianaska số 15 của lực lượng vũ trang Nga đã cố gắng phản công các vị trí của quân đội Ukraine tại một trong những mỏm đá ở vùng Kursk. Cuộc phản công diễn ra gần Blekovo. Tuy nhiên, theo Force, kế hoạch này không chỉ thất bại mà còn thất bại theo cách trớ trêu nhất. Hầu như toàn bộ đoàn xe bọc thép của địch bị kẹt trong bẫy chống tăng. Chúng ta đang nói về một hệ thống chiến hào và rào chắn bê tông được Bộ Quốc phòng Nga xây dựng để chống lại quân đội Ukraine vì lo sợ một cuộc xâm lược từ Ukraine. Ở khu vực Blekovo, thậm chí trước khi Ukraine đột phá vào Kursk, quân đội Nga đã xây dựng một tuyến phòng thủ gồm các chiến hào. Lữ đoàn 15 hầu như không thể vượt qua được tuyến phòng thủ của chính mình khi máy bay không người lái của lữ đoàn 129 của Ukraine tấn công quân Nga từ trên không. Phóng viên chiến tranh Ukraine Yuri Putushov viết, những người lính của chúng tôi đã dạy cho quân chiếm đóng Nga và vũ khí của chúng một bài học, đốt cháy hàng chục xe bọc thép và tiêu diệt quân địch. Chuyển qua một vài tin tức khác đáng chú ý. G7 dội gáo nước lạnh và tham vọng của Nga ở chiến trường Ukraine. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước thành viên G7 và đại diện cấp cao về đối ngoại của EU cho biết các nước G7 sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Điều này được Sensor.net đưa tin, trích dẫn nguồn từ Radio Svoboda. Đó là cách các nhà ngoại giao đã bình luận về dịp 2 năm ngày Nga sáp nhập bất hợp pháp các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine. Văn bản viết, chúng tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều này và các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế khác mà Nga đã gây ra đối với Ukraine và người dân nước này, đồng thời sẽ tiếp tục lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về hành động xâm lược bất hợp pháp, vi phạm và lạm dụng nhân quyền của Nga trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, cũng như các cuộc tấn công tàn bạo tiếp diễn nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, quan trọng và đô thị. Các nước G7 kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng lên án hành động của Nga. Họ cũng cam kết hỗ trợ kiên định cho Ukraine và cam kết tăng cái giá phải trả cho hành động xâm lược của Nga. Tuyên bố còn nói rõ, cùng nhau, những biện pháp này sẽ giúp tạo điều kiện phù hợp cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn vào mục tiêu này, nỗ lực khôi phục sự tôn trọng đầy đủ đối với các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc sáp nhập các tỉnh Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk bị chiếm đóng một phần của Ukraine vào Liên bang Nga. Ông Putin chơi tất tay, Nga sẽ chi 145 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2025, nhiều nhất kể từ chiến tranh lạnh. Nga sẽ tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng thêm 25% vào năm 2025. Chi phí sẽ tăng lên 13,5 nghìn tỷ rúp, tương đương 145 tỷ đô la Mỹ. Điều này được Reuters đưa tin vào hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024, dựa theo các văn bản dự thảo ngân sách. Cần lưu ý rằng Liên bang Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 6,3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đây là mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh. Nga sẽ chi 32% tổng chi ngân sách của năm 2025 là 41,5 nghìn tỷ rúp, khoảng 445 tỷ đô la cho quốc phòng, Reuters viết. Hãng tin này thông báo rằng vào năm 2022, quốc gia xâm lược đã chi 5,5 nghìn tỷ rúp, 59 tỷ đô la cho quốc phòng. Trước đó, Bloomberg làm quen với dự thảo ngân sách 3 năm của Liên bang Nga đưa tin rằng Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 6,2% GDP vào năm 2025. Đồng thời, lưu ý quốc gia xâm lược có kế hoạch giảm chi tiêu quân sự xuống 5,6% GDP vào năm 2026 cũng như xuống 5,1% GDP vào năm 2027. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.